Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục Tử Vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là top 3 con giáp có vận đỏ như son trong năm 2020, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem những con giáp nào gặp may mắn trong cái năm 2020 này. Thứ nhất đấy là người tuổi Dần. Thì theo tử vi học, người tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020 sẽ gặp nhiều may mắn, bỏ lại những cái khó khăn trắc trở trong cái năm đã qua. Sang năm mới, cuộc sống của tuổi Dần sẽ thuận lợi hơn nhiều và được đền đáp xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Từ giữa năm trở đi, cả sự nghiệp và tình duyên của người tuổi Dần sẽ có những cái thay đổi tích cực. Mỗi ngày trôi qua, họ đều đón nhận những cái niềm vui mới, gặp được quý nhân phù trợ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà thứ hai đấy là tuổi Sửu. Trong cái năm 2020 thì người tuổi Sửu sẽ có những cái thành tựu lớn trong công việc. Trời sinh đây là những cái con giáp có khả năng chịu vất vả, hành sự chậm nhưng chắc, và thực tế sự kiên trì tỉ mỉ giúp họ giải quyết công việc một cách ổn thỏa. Do đó, ngay cả khi gặp khó khăn, con giáp này cũng vẫn có khả năng bình tĩnh, kiểm soát tình huống và có cách để vượt qua. Sóng gió qua đi, những cái điều tốt đẹp sẽ đến với những người tuổi Sửu. Sự chăm chỉ, kiên nhẫn của con giáp này sẽ được đền bù xứng đáng và được những người xung quanh ghi nhận, đánh giá cao. Và con giáp may mắn thứ ba đấy là con giáp tuổi Hợi. Trong năm 2020 thì những người tuổi Hợi nên chú ý đến cái việc bồi dưỡng kiến thức, nhờ đó khả năng được nâng cao, đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Sự cố gắng học hỏi, nghiên cứu và cái lượng kiến thức tốt giúp người tuổi Hợi trở thành cá nhân ưu tú và được nhiều người khác tiếp cận, muốn kết bạn. Các cái mối quan hệ được mở rộng giúp người tuổi Hợi càng có nhiều cái cơ hội học hỏi, tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng hết sức, họ sẽ sớm đạt được cái mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Trên đây đấy là ba con giáp có vận đỏ như son trong cái năm 2020, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Và qua cái video này thì các bạn đã biết được là mình có thuộc trong ba con giáp này hay không. Và xin được chúc mừng ba con giáp này và chúc các bạn năm 2020 sẽ gặt hái được nhiều những cái thành công tốt đẹp. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.